Chứ. Được rồi. Ai đấy? Làm quá như mày. Nhưng nếu mà muốn xem giải bằng chiến thắng ở tôi thì anh để cho xem này. Cứ xem đi mà không được đụng vào gia truyền dễ hiểu là một nhà vô địch thì phải bảo vệ giải bằng khối tay của mấy con gà. Ôi, da ngày qua thật buồn cười. Anh nghĩ gì đấy? Tôi đi mà muốn xem giải băng ấy á là tôi bắt anh đưa ra đây. Hay đơn giản là tôi hân hạnh đã anh xuống thứ hai tôi vị trí nhất. Ngô quán quân đem thi tài của ngài cho anh đi chích tắt. Vô địch thiên hạ. Trời, Splendid. Anh ta bày đặt tỏ rõ ràng bên anh kìa. Có đâu quen, chẳng ai quen, chẳng ai quen, chẳng ai quen gì. Chẳng ai quen, chẳng ai quen, chẳng ai quen gì. Chúng tôi không có quen nhau gì. Trời ơi, cho tôi xin trời là không nhưng mà giải thích thì không thể. Tôi chưa từng đi qua thung lũng mèo nhưng nghe đồn ngày hè đẹp lắm. Tôi chỉ đến đây để kiếm kèo mà. Đây nghe đồn là thua thì nhọc lắm ha. Không. Có đâu quen, chẳng thể quen, chẳng thể quen, chẳng cần quen gì. Chẳng thể quen, chẳng thể quen, chẳng cần quen gì. Thứ lỗi, không biết tại điếc tôi nghe có sai gì. Muốn giành giải băng từ tôi, chà cờ à, thôi quên đi. Nơi đây tổ chức thi chuyên cho ai đang còn trẻ chung vui tươi. Và anh đi vô cũng không được thi vì anh đã thiêu rồi. Anh vừa nói già hả?